Mới đây, Lê Giang gây chú ý vì một màn đáp trả chuyện từ thiện trên mạng. Cụ thể, khi nữ diễn viên chia sẻ vlog ăn lẩu cùng anh Đức, một cư dân mạng để lại bình luận kém duyên. Không hiểu bao nhiêu con người lao động nghèo đói, bạn ngồi đó ăn chơi được sao? Không im lặng để yên, Lê Giang lập tức gay gắt trả lời. Em cầm miệng lại đi, khẩu nghiệp đó em, em chưa bỏ đồng nào giúp cho xã hội này, đừng lên tiếng. Thái độ của Lê Giang khiến nhiều người bất ngờ, nhưng đa số đều tỏ ra đồng tình. Không ít bình luận bình vực nữ viện viên cho rằng việc quyền góp hay ủng hộ không cần phải công khai trên mạng. Đừng dạy người khác cách sống, họ cũng đổ mồ hôi sồi nước mắt mới kiếm được đồng tiền, hãy lo cho bản thân mình đi. Người ta có làm từ thiện hay không là chuyện của người ta, sao phải vào tận trang cá nhân hỏi như hỏi cùng vậy, vô duyên. Nghệ sĩ có quyền kinh doanh, hưởng thụ thành quả lao động của mình, sao cứ phải sân si, ép người ta dùng tiền đó giúp người khó khăn vậy, bị chửi là đúng. Câu chuyện nghệ sĩ bị đốc thúc làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn từng nhiều lần gây bão trên mạng xã hội. Lê Giang không phải người đầu tiên bị mỉa mai, hỏi kém duyên như vậy. Trước cô, Trường Giang, Di băng Trấn Thành cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Phản ứng của Lê Giang khiến khán giả nghĩ ngay đến Trấn Thành. Cặp bạn thân này không im lặng trước những câu hỏi vô duyên, thay vào đó là lập tức đáp trả hồi tháng 3 2020 khi bị thắc mắc chuyện chưa có tên trong danh sách nghệ sĩ quyền góp ủng hộ chống dịch. Trấn Thành từng thẳng thắn cho biết mình không có thói quen công khai hoạt động từ thiện. Ông xã Hari Won khi đó đăng hẳn một bài để trả lời. Trấn Thành nói, làm từ thiện là tình nguyện, đừng ép nhau. Tuy khả năng ai có nhiều giúp nhiều, đừng so sánh, rất ít giúp nhiều gì cũng là tấm lòng. Nghệ sĩ làm từ thiện nên làm từ tâm, đừng chỉ để đối phó với dư luận hãy đóng góp giúp đỡ bất chỉ trích phán xét cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ còn việc trấn thành có làm từ thiện hay không thì trời biết đất biết trấn thành biết và người được tôi giúp đỡ biết như thế là đủ rồi